Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Trịnh Phát. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp nối cái bản tin về Bitcoin số 4. Các bạn. Mời các bạn đón xem. Thì như cái phần 3, bản tin phần 3 thì chúng ta đã thấy có một cái sự cản chúng ta ở dấu găm. Ở đây các bạn thấy đó là một cái sự cản dấu găm. Và chúng ta đã thấy cái sự cản đó đã thể hiện trong 2 ngày vừa qua. Hôm nay là ngày thứ 3 và nó đã có sự suy giảm. Và cản ở đây chúng ta đã xác định ở đây là cái dấu găm đó là 1155, 11.556. Và chúng ta cũng đã thấy có một cái hỗ trợ ở dấu găm ở đây. Hiện tại chúng ta dấu găm hỗ trợ là 10.465 các bạn, 10.465. Và như vậy đã khi mà cái đường giá nó đã giảm xuống một cái hỗ trợ giao găm và nó đã bật lên. Về ngắn hạn chúng ta đang thấy có cái sự hình thành ra một cái dao động giá khá là xấu. Tuy nhiên thì do nó đang có dao động trên cái vùng giá hỗ trợ. Và hiện nay chúng ta đã thấy một cái trạng thái hồi kỹ thuật được xác định bởi cái khách sạn các bạn. Cái trạng thái khách sạn. Thì cái trạng thái khách sạn này thì nó sẽ cho chúng ta thấy có một cái hồi giá về những cái vùng giá như là 11.000. Các bạn, về cái vùng giá gỡ 11.000. Tuy nhiên thì để hồi giá trong ngày hôm nay cũng như là sắp tới trong khoảng 24 giờ tới thì cái sự hồi giá đó nó gặp nhiều khó khăn, bởi vì chúng ta đang có sự cái ao sen cũng khá là lớn nha các bạn. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể mua trong ngắn hạn nha các bạn, mua trong ngắn hạn để chúng ta có thể tận dụng cho việc hồi giá. Và chúng ta đặt cái target chúng ta ở những cái điểm như là cản ở cái vùng 10.924 này, hoặc là chúng ta thấy là 11.030. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt mua ở những cái vùng giá hiện tại hoặc là những cái vùng giá hỗ trợ về ngắn hạn. Ở đây chúng ta thấy là 10.484. Và chúng ta đặt cái target để kết thúc cho cái chu kỳ kinh doanh của mình ở cái vùng giá như là 10.900 các bạn. Như vậy thì chúng ta thấy sự Bitcoin nó khả năng là có hồi giá về ngắn hạn trong vòng 24 giờ tới. Nếu chạy qua 24 giờ tới vẫn tồn tại trên 10.480 thì chúng ta tin rằng trong 24 giờ tiếp theo thì chúng ta lại có một cái hỗ trợ khá là mạnh rồi xuất hiện ở khoảng cái vùng giá 10.300. Như vậy thì khi đó chúng ta sẽ hoàn toàn có thể ra một cái lệnh mua và nắm giữ lâu dài, hoặc là chúng ta chờ đến hỗ trợ ngắn hạn và chúng ta hoàn toàn có thể mua và nắm giữ trong thời gian 2 ngày tiếp theo các bạn. Đó là xu thế về Bitcoin sắp tới, về giai đoạn ngắn sắp tới. Thì tiếp tục thì chúng ta sẽ tới cái phần Litecoin. Thì Litecoin chúng ta sẽ vẫn còn phân tích ngắn hạn thôi các bạn ha. Ngắn hạn bởi vì chúng ta đồ thị chúng ta vẫn chưa có những cái xu thế về dài hạn. Thì ở đây đối với Litecoin thì chúng ta thấy sau khi nó đã có một cái cản khá là mạnh mà chúng ta đã xác định, đó là 216. Như vậy thì sau khi nó đã chạm vào cái vùng giao găm đó và nó đi xuống các bạn, và thực sự chúng ta thấy những cái dao động giá trong mấy ngày vừa qua nó đã đi xuống và xu hướng của nó vẫn còn đi xuống. Trong ngắn hạn thì các bạn thấy nó đã hồi phục về các bạn thấy ở đây nó đã hồi phục về cái khách sạn
thì có thể nó sẽ gặp những cái cản, các bạn thấy như cản nhau gặp thì nhiều khả năng nó sẽ còn có tiếp tục giảm điểm trong mà ít giờ tới ha các bạn, ít giờ tới. Và cái cản ở đây nó thực sự khá là mạnh ở cái vùng giá như là 200 hoặc 205 các bạn, 200 hoặc 205, đó là cái vùng giá cản khá là lớn, đó là được xác định được các bạn là ở cái vùng giao găm này. Thì ở đó nó gồm có mây to, gồm có giao găm, thì cái khả năng cản của nó rất là lớn ở khoảng 200, 205. Đó là cái đồ thị của Litecoin. Ethereum thì chúng ta sẽ xem qua. Thì trong Ethereum thì chúng ta đã có cái sự hồi phục về ngắn hạn. À, chưa phải, hôm trước cũng là một cái sự giảm điểm về dài hạn. Và hiện tại các bạn, cái cơ hội của Ethereum này nó đang được hình thành, bởi vì chúng ta thấy là cái về dài hạn chúng ta đang có một cái sự cảnh báo về hồi phục của Ethereum trên cái đồ thị dài hạn, thì nó sẽ kéo cái đồ thị chúng ta sẽ hồi phục về khoảng cỡ cái vùng giá 820. À, các bạn, 820 là cái giá trị khách sạn đó các bạn. Ở đây thì cái khả năng nó hồi phục của Ethereum nó sẽ cao hơn các cái đồng khác trong một ngày tới nha các bạn, và cỡ một ngày tới nữa. Rồi Bitcoin các bạn, Bitcoin thì tôi sẽ cập nhật một số đồng tiền về ngắn hạn nha. Về Bitcoin Cash các bạn, Bitcoin Cash thì nó lại là một cái sự hồi phục cũng tương tự như là Ethereum. Tuy nhiên thì bạn thấy ở đây chúng ta cũng có một cái khách sạn bắt đầu hình thành ra đối với Ethereum, và cái cản mà hồi phục nó khả năng nó sẽ trở về cái vùng giá là ở đây các bạn, là 10 1.200, khoảng cỡ 1.200, thì ở đây chúng ta sẽ gặp những cái giao găm rồi khá nhiều là cản lực cản sắp tới. Như vậy nếu các bạn mua ở cái vùng giá này thì target chúng ta đặt ở 1.200, hoặc là chúng ta chờ đến 1.200 chúng ta sẽ dùng những cái lệnh sell trong ngắn hạn. Thì khi ngắn hạn xảy ra thì các bạn sẽ hoàn toàn có thể và ở ngay cái tại thời điểm 1.200 đó, chúng ta sẽ dựa vào những cái cản cũng như hỗ trợ để chúng ta ra quyết định sell cho nó thuận lợi nhất. Thì khi sell thuận lợi nhất thì chúng ta sẽ chọn những khung giá ngắn hạn nhất là EM1. Thì chúc các bạn thành công trong cái việc canh sell của mình. Còn Ripple các bạn, Ripple thì sau khi mấy ngày trước nó đã có cái khả năng hồi phục và sau đó nó đã có sự giảm điểm ở đây, các bạn thấy thì nó là một cái sự xuyên mây mỏng, và chúng ta không có những cái đồ thị dài hạn hơn, cho nên chúng ta cũng khó lòng có thể biết được những cái cản về dài hạn cũng như là những cái hỗ trợ về dài hạn. Chính vì vậy chúng ta chỉ xác định được những cái dao động trong ngắn hạn mà thôi. Thì trong ngắn hạn chúng ta đang phải chịu một cái áp lực rất lớn trong cái vấn đề là cản trong nhiều ngày tới các bạn, nhiều ngày tới luôn, khoảng 2 ngày tới, hai ngày tới. Thì cái cản của chúng ta nó nằm ở 0.97 bạn, 0.97 cái cản của Ripple 0.97 là cái cản khá là lớn. Và ở đó các bạn đã thấy một cái khách sạn ở đây nó đã hình thành, thì nhiều cái khả năng ở Ripple này nó có sự hồi phục xin lỗi các bạn, mình đang bị bệnh nha, mình đang bị khàn tiếng về bệnh mấy hôm nay. Thì cái khả năng nó sẽ có những cái phiên hồi phục mạnh mẽ trong trong vài giờ tới hoặc là ngày mai, nó có khả năng nó sẽ có cái hồi phục của cái đồng tiền Ripple này. Và 9.7 là chúng ta đang có một cái khách sạn, nó biểu thị cho cái sự kéo giá từ dưới đi lên. À, các bạn kéo giá tăng trưởng,
Và như vậy thì trong 2 ngày tới chúng ta vẫn còn cái khả năng là hồi phục tăng giá để hồi phục về khoảng cái 9.7. Thì bạn có thể mua bán sau khi chúng ta xác định được những hỗ trợ. Tôi lấy ví dụ như chúng ta hoàn toàn có thể đợi về 8.8 hoặc là chúng ta có thể mua để hỗ trợ trong ngắn hạn. Thì sau đó chúng ta sẽ take profit nằm ở khoảng cỡ 9.7. Đó là cái và chiến lược mua bán sẽ dành lại cho các bạn. Và dự đoán của tôi dựa trên đồ thị và cái phương pháp Ichimoku được xây dựng. Và chi tiết hơn thì các bạn phải biết cách sử dụng. Chống chỉ định cho các bạn. Nói chung tất cả những công cụ các bạn phải am hiểu một cách nghiêm túc khi trước khi đưa ra những cái quyết định mua bán. Hy vọng các cái bạn trong câu lạc bộ sẽ có những cái nhìn sâu sắc hơn về những cái đồng tiền coin và chúng ta học được những cái bài học khi áp dụng những cái khung thời gian ngắn hạn cũng như dài hạn lại với nhau và trở nên thành một cái system, một cái hệ thống mua bán để chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra những cái quyết định phù hợp trong ngắn hạn cũng như dài hạn để có lợi nhuận trên cái kinh doanh dao động giá trong tài chính của mình. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã bỏ chút thời gian xem video và đừng quên ủng hộ cho kênh Chính Phát. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video sau. Xin chào.